Tử vi cung Song Ngư từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020. Song Ngư có quá nhiều cơ hội trong công việc, bạn nên nhớ cẩn thận, nhớ phải xem xét một vài lần trước khi giao công việc cho bất cứ ai để tránh những sự sai sót và phải gánh chịu hậu quả không phải do mình. Ngoài ra thì bạn cũng có rất nhiều các ý tưởng sáng tạo. Những người độc thân thì dễ nhận được sự chú ý của những người khác giới nhờ có tính cách dịu dàng và chu đáo. Nhìn chung thì chuyện tình cảm hài hòa và êm đẹp. Nếu bạn đã có nửa kia, bạn đã sẵn sàng thay đổi những tính xấu của mình vì người ấy. Vậy nên, người ấy càng yêu thương và trân trọng bạn hơn. Về phương diện tài chính của cung hoàng đạo này trong tuần cũng khá là tốt đẹp. Nhờ vào khả năng của mình, bạn biết cách để gia tăng những nguồn thu nhập cho bản thân. Có rất nhiều người sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và không gặp vấn đề khó khăn về tiền bạc, thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng. Bạn có thể mắc một căn bệnh mãn tính, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể của bạn. Có thể bạn bị đau đầu, chóng mặt. Tuần này thì bạn cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Có thể bạn sẽ gặp điều không mong muốn, khiến cho bạn càng trở nên bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng như thế thì sẽ không cải thiện được tình hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để xem tử vi chính xác nhất mỗi ngày.